Hello anh em, mình là Hoàng Vâu và bên cạnh mình đây là Review. Đấy, anh em thấy tên đấy. Và chồng mình em đã quay trở lại với channel của Lato AZ. Và anh Hoàng thấy dạo này trên channel nhiều laptop gaming không? Anh thấy là cả channel mình rồi thì mấy channel anh em hàng xóm cũng suốt ngày gaming thôi. Thật ra thì anh em chúng ta đang quá tập trung vào những anh em mà liên quan đến laptop gaming hay là workstation mà chúng ta bỏ qua rất nhiều đối tượng khác nữa. Đấy thì không biết là chúng ta có một giải pháp nào hay là chúng ta có cái gì đấy mới không? Hôm nay thì bên cạnh của anh em mình đây, em mới chôm của sếp là chiếc Acer ZenBook Q410EQ. Q407EQ. Q407EQ. Đấy. Đầu tiên, chiếc máy này có những rất nhiều điểm đặc biệt là chiếc máy này có mức giá dưới 20 triệu. Phần khúc ZenBook, đấy, ZenBook là cao cấp của Acer rồi. Ngoài ra đây là một sản phẩm mà đang được bán tại thị trường Mỹ, chưa có mang về Việt Nam, bán chính hãng tại thị trường Việt Nam luôn. Thế con này cao cấp thì có thể so sánh được với những mẫu máy nào? Có thể nói là so sánh với cả những mẫu HP Envy của HP hay là Dell XPS hoặc là Dell Inspiron của hãng. Nghe căng quá. Mà giá 20 triệu. Ủa, còn 20 triệu. Ở đây anh có thấy còn ở đây còn có cả cạc rời này. Xong rồi chip Ryzen 4000 rồi Ryzen 5 4000 này. Nghe căng nhỉ. Căng nhỉ. Vậy thì dưới 20 triệu không biết là chiếc máy này có những cái điểm gì đặc biệt. Thì hôm nay mình và anh Hoàng sẽ cùng đi tìm hiểu về chiếc Acer ZenBook Q401EQ nhá. Q407EQ. Ok. Y chô. Và nếu anh em đang thích thú và quan tâm đến chiếc máy này có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Đầu tiên thì với anh em mà quan tâm đến chiếc Ultrabook thì thường là quan tâm thiết kế nhiều hơn vì đây là cái yếu tố chúng ta thích nhất ở một chiếc Ultrabook. Thì Acer ZenBook này thì anh Hoàng thấy ra sao? Đây là một chiếc máy chỉ có cân nặng là 1,15 kg. Rất là nhẹ. Rất là nhẹ, cùng với đó là một độ dày cũng không quá là dày. Không phải là quá là siêu mỏng nhưng mà cũng gọi là dày rồi. Cũng gọi là hơi dày một chút. Thì đầu tiên cái cảm giác mà em thích nhất là cái phần vỏ ngoài. Cái vỏ ngoài các bạn có thể là, nếu mà các bạn có thể được trải nghiệm thực tế thì đây là một cái vỏ ngoài bằng nhôm, cùng với đó là magie. Nó rất kêu, nó rất là sang. Thấy không? Quá được luôn. Và cái điểm thứ hai mà em thích của chiếc máy này là cái phần bản lề. Anh Hoàng thấy đây là cái bản lề nó khá độc không? Độc phết nhỉ? Theo hiểu thì đây như là bản lề Ergolip độc quyền của Asus đúng không? Ừ, đây là bản lề mà trên Acer, Zephyrus hay là Acer, những cái thương hiệu mà ở trên những chiếc ZenBook hay là kể cả VBook bây giờ có luôn. Nó vừa tối ưu cho cái kiểu là anh em vừa gõ phím này, nó có thêm một góc nghiêng một chút để thoải mái sử dụng. Và thậm chí là cả tản nhiệt rồi thì âm thanh thoát ra nó cũng dễ dàng hơn đúng không? Đấy. Nhưng mà nhận có một cái điều mà anh không thích ở cái bản lề này, nhưng mà không phải là con này mà là trước đây cơ. Trên con Zephyrus ấy, nếu mà em để ý con Zephyrus nó màu trắng đúng không? Thì nếu như mà con Zephyrus đấy để trên những cái bề mặt mà nó không được sạch sẽ cho lắm thì nó sẽ rất là dễ bám bẩn. Ở đây này có những cái vết cao su này nó sẽ bị bám bẩn và nhìn trông rất là xấu. Cái này thì nó làm bằng màu nhưng mà may nó là con này nó lại là màu xám bạc. Màu xám bạc nên là nhìn không lo lắm. Và nói đến màu xám bạc thì đây là một màu gọi là khá là trung tính cho cả anh em con trai, rất là thanh lịch, con gái mà đều thích cái màu này, gọi là trung tính luôn. Ai cũng thích. Và bên trong máy thì cái điểm mà em phải gọi là lúc nào cũng thích ở mấy chiếc Acer hay là các bạn cũng thích ở những chiếc Acer chính là cái viền màn hình của nó mỏng kinh khủng. Nó mỏng mức mà chiếm đến quá nhiều diện tích mà Acer cũng đã khá là tinh tế khi mà họ giấu luôn cái phần viền màn hình hơi dài dài một chút ở dưới cái phần bản lề Ergolip này. Thế nên là cái trải nghiệm mà khi anh Hoàng nhìn thấy không? Đẹp đúng không? Rất đẹp. Quá đẹp luôn. Mình thấy là cái màn hình này nhìn rất là đẹp. Và có một cái phần mà em hơi bất ngờ một chút là phần chiếu nghỉ tay anh ạ. Cái chiếu nghỉ tay này có một cái họa tiết là họa tiết phay sức dọc. Phay sức dọc dọc dọc. Cái cá nhân em thấy cái họa tiết này nó không được đẹp. Nói thẳng là nó không được đẹp, nó không được nhìn sang cho lắm. Với nhiều người nhá, mình nghĩ là với nhiều bạn thì đây là một cái họa tiết nhìn nó khá là sang. Còn với mình là mình thích đơn giản, nó nhìn nó trơn, nó không có gì cả thì hay hơn. Thật ra bản thân anh thì nếu như ở những chiếc laptop cao cấp thì anh muốn là nó sẽ phủ một cái lớp cao su sần lên thì nó sẽ cho chúng ta một cái độ bám và cái cảm giác cái chiếu nghỉ tay này nó có rất là chắc chắn, nó êm ái và nó nâng niu bàn tay một chút. Ở năm trước thì Acer họ đã làm một cái dàn giải là đây là giải giả loa được đục lỗ bằng nhựa, thì năm nay họ đã nâng cấp hơn là cho bằng cái lớp gọi là mạ chrome, nhưng mà em thấy nó bong bóng nhìn nó khá là sang. Thay vì là các hãng họ đặt những cái dòng sản phẩm tên sản phẩm ở phần dưới riêng màn hình ấy thì năm nay họ cho luôn lên chiếu nghỉ tay nhìn cho nó sang. Thì cái điều này cho chúng ta chính cái điều này nó sẽ cho chúng ta một cái viền màn hình rất là mỏng và một màn hình rất là rộng. Màn hình 14 inch cơ mà, nhưng mà chiếc máy chỉ là 13 inch thôi. Đấy, cũng có điểm hay chứ. Con máy mà có 13 inch nó rất là nhỏ, dễ đưa vào trong cặp và thậm chí là cái túi Dior hay là Hermès của nhiều chị em chắc chắn là nhét được.
đúng không? Mà màn hình 14 inch thì tất nhiên là sẽ lớn hơn màn hình 13 inch để cho cái trải nghiệm gọi là rất là tốt rồi. Và từ nãy giờ một điểm em để ý nhá, là cái Windows Hello mở khóa một mặt rất là nhanh. Ồ thế à? Nó nhạy từ bây giờ nhá, bây giờ anh ngồi im cho em. Ok ok. Mở à. Nó nhận đi bạn ơi, nhận đi. Đấy, nhận luôn. Ôi, đấy, đúng góc nhờ. Đúng góc là nhận luôn. Mà nếu không đúng góc thì không nhận nha anh em nhá. À, ngoài ra thì về cổng kết nối của máy, mặc dù là máy mỏng nhẹ nhưng Hoàng thấy cổng kết nối ra sao? Ở bên cạnh phải của máy đi. Về cổng kết nối thì ở bên phải chiếc máy này chúng ta có một cổng micro SD này, một cổng USB Type A, một jack combo 3.5 và đèn thông báo tình trạng pin và đèn thông báo hệ thống. Ừ. Vì không biết là Duy như nào nhưng mà bản thân anh thì anh không thích cái cổng micro SD này lắm, bởi vì nếu như anh em làm về multimedia thì chúng ta sẽ cần cái cổng SD hơn là một cổng micro SD đúng không nào? Như thế nó sẽ tiện hơn. Đúng rồi, như thế sẽ tiện hơn. Và nếu như với chiếc máy này thì chúng ta buộc là phải sử dụng thêm một cái cổng SD ở ngoài, như thế rất là bất tiện. Ok. Còn ở bên cạnh trái thì chúng ta có một cổng nguồn, một cổng USB Type A, một cổng HDMI và một cổng USB Type C để truyền dữ liệu. Và đó là tất cả những cổng kết nối trên chiếc máy này. Và ngoài ra, ngoài về cổng kết nối ra thì màn hình lúc nãy chúng ta nói là màn hình có một cái tỷ lệ chiếm ở phần đằng trước rất là lớn, 92% so với tổng thể máy. Thế nên là chúng ta sẽ có một chiếc màn hình cái cảm giác nhìn rất là tốt. Nhưng mà cái việc nhìn tốt thôi nó không đủ đúng không? Ví dụ như là em có một con điện thoại mà màn hình lên gần 6 inch này, nhưng mà phổ màu nó không đẹp thì nhìn nó không được nịnh mắt. Rất là may đây là một chiếc laptop của phân khúc gọi là phân khúc cao cấp của Asus, thế nên là màn hình chiếc máy này có được phổ màu rất tốt. Chúng ta có 93% sRGB, 73% Adobe RGB, độ sáng là 301 nit và delta E là khoảng 1.53. Thì em thấy có một điểm khá hay này, làm về phổ màu này anh em hoàn toàn có thể làm multimedia out này. Với một chiếc máy Ultrabook như này thì rất là phù hợp anh em nào mà chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa thiết kế, banner hay là gì nhỉ, biển quảng cáo. Quảng cáo đấy. Khá là hay. Ngoài ra thì một điểm nữa mà em thích của màn hình này là việc nó không phải trang bị màn hình gương như mấy năm trước. Năm trước trang bị màn hình gương mang ra cà phê kiểu chỉ nhìn thấy mỗi mặt mình thôi. Mặc dù độ sáng tốt nhưng mà màn hình gương nó vẫn nhìn thấy mặt mình rất là khó chịu. Thì đây là một màn hình có thủ chống chói, tiện. Và với cái độ sáng rất là cao lên đến trên 300 nit như này thì không biết Duy nào nhưng mà anh hay mang ra ngoài cà phê làm việc hay là đôi khi là làm trong studio. Ví dụ như là anh edit, anh ấy không quên tắt đèn chẳng hạn. Nhưng mà anh rất là thích bởi vì là chiếc màn hình nó rất là sáng và nó không hề gắn gì với những cái môi trường mà nó có điều kiện độ sáng cao. Đấy thì anh hoàn toàn rất là ưng ý với chiếc màn hình này. Và chúng ta không thể không nhắc đến về cái khung bàn phím hay là chiếc touchpad trên chiếc máy này. Thì với sự hỗ trợ của bản lề Ecolift thì sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm gõ phím rất là thoải mái, rất là êm ái mà. Nhưng mà thật sự thì cái tay của mình nó rất là to nên là đôi khi là bấm nó vẫn bị mỏi vì đây là một chiếc máy 13 inch thôi mà. Đấy thì là cái kích thước phím nó nhỏ đi. Nó sẽ bị nhỏ đi và cảm giác nó chưa thoải mái. Anh là anh có vẻ thích to, dài thì thứ thì nó ok. Gõ nó mới thoải mái, các phím nó to, nó gõ mới chính xác. Nhân tiện nói to dài thì thật sự anh lại bất ngờ với chiếc touchpad này. Anh đang cảm tưởng như anh đang được sở hữu chiếc touchpad của con MacBook vậy. Trên chiếc touchpad của con này vãi, nó khá là to và mình cảm giác di chuyển rất là mượt mà. Hơn nữa là chiếc touchpad này được trang bị công nghệ Windows Precision nữa, cho chúng ta một cái trải nghiệm lướt web hỗ trợ đa điểm rất là tốt, rất là mượt mà. Có vài điểm mà em đồng tình Minh Hoàng nhưng vài điểm em lại không đồng tình. Đầu tiên là cái nút nguồn của phím trên bàn phím này rất là buồn cười. Nó tích hợp luôn vào cái phần bàn phím. Ở bên dưới phải để ý. Thế nên là nếu mà anh em thỉnh thoảng bấm nhầm phát thì đấy tắt luôn. Đúng không? Khó chịu thực sự nếu mà anh em bấm nhầm vào nút delete hay là nút home chẳng hạn. Thì đây là một điểm rất là đáng ghét. Ngoài ra một điểm nữa, cái trên touchpad này thì em thấy là được bề mặt phủ kính, thực ra gì rất là mịn nhưng mà em thấy là cái tốc độ phản hồi của cái touchpad này nó không được chính xác. Nó khá là trễ. Nó hơi trễ đúng không? Đúng rồi, nó hơi trễ. Nó không được mịn, nó không được chính xác 100% như những gì em muốn. Hai phím bấm thì em thấy là khá êm, khá ok rồi đấy. Mỗi tội là cái thần tracking này nó phải tốt hơn nữa thì chắc chắn là gõ sẽ ok. Vậy thì bây giờ anh em thấy là từ nãy giờ có một cái tem này, tem Ryzen 5 4000 này. Nvidia cạc rồi. Chưa biết là cạc giờ gì, bây giờ thử check xem là trong máy này là cạc giờ gì nhá. DX, DX này. Thì em nghĩ là với Ryzen 5 4000 này, 500U này thì chúng ta sẽ có 6 nhân 6 luôn. Và chiếc máy của chúng ta ở đây đang sở hữu chiếc Ryzen 5 4500U và cạc MX 350 của Nvidia. Thì với một chiếc máy có cấu hình như thế này thì không biết Duy như nào nhưng mà
chiếc máy này với anh có thể là vừa học vừa chơi mà vừa làm được. Ừ. Có thể chúng ta có thể chơi những tựa game esports cơ bản như là Valorant này hay là LOL này. Ừ. Và thậm chí là với những em làm về multimedia thì chúng ta có thể làm được đồ họa 2D đơn giản này, làm về Photoshop. Ừ. Đấy thì không biết là Duy còn có những nhu cầu nào nữa không? Với em thì em có nhu cầu là edit video full HD, những video mà em và người yêu em đi hôn nhau thì là cắt ghép được. Còn nếu mà cho thêm hiệu ứng các thứ vào thì hơi khoai với chiếc máy này. Dẫu sao thì một chiếc laptop 13 inch mà có CPU 6x6 luồng thì là ngon. Nhưng mà chúng ta từ nãy giờ bàn luận về hiệu năng hơi nhiều, đã quên mất một yếu tố là 6x6 luồng nhưng mà đây là chip tiết kiệm điện thôi. Thế nên là cái yếu tố quan trọng nhất là thời lượng pin. Đấy. Như nhà sản xuất công bố thì thời lượng pin của chiếc máy này lên đến là 10 giờ. Nhưng mà như mình sử dụng thì mình sử dụng tác vụ văn phòng, xem YouTube và chơi game một chút thì máy lên đến thời lượng khoảng 7 giờ thôi. Ừ. Đấy thì thật sự với thời lượng pin như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin là buổi sáng sạc đầy và mang đi làm, mang đi học và về nhà thậm chí vẫn còn pin. Ừ, thế nói chung là pin của chiếc máy này thì gọi là ngon rồi, không vấn đề gì. Và anh để độ sáng màn hình khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh để độ sáng tầm khoảng 50%. Ừ, 50% mà 300 nít khoảng ấy thì cũng gọi là tất chất lượng được. Không gọi là ok đấy. Vậy thì tổng kết lại thì chúng ta có một chiếc laptop rất là nhỏ gọn. Đây là một chiếc laptop 13 inch mà kích thước màn hình 14 inch. Rất nhiều anh em không lựa chọn những chiếc laptop mà bé tại vì là màn hình bé. Nhưng chiếc máy này giải quyết được hai vấn đề, vừa nhỏ gọn nhưng lại có màn hình rất là to, đúng không? Ngoài ra thì đây là một chiếc máy của phân khúc cao cấp của Acer, thế nên là nhôm sờ rất là cao cấp và đạt chuẩn đội Mỹ, khá là ngon đấy chứ. Ở đây tem có rất là nhiều cái như là mở khóa khuôn mặt này, Wi-Fi 6 này, ultra fast SSD của PCIe, công nghệ PCIe thôi, cũng không phải là NVMe gì, nhưng mà thôi, cho tầm tiền này khó đòi hỏi lắm. Ngoài ra chúng ta có màn hình chất lượng thì quá tốt, touchpad hơi to, bàn phím cũng rất là tốt, mọi thứ đều rất tốt. Và trong những cái tốt đấy, trong mức giá 18 triệu thì em nghĩ đây là một chiếc máy em chắc chắn sẽ mua cho người yêu em nếu em có đủ tiền. Thì nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu Acer ZenBook Q407EQ này, hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Và lưu ý cho mình, đây là một sản phẩm sách tay tại thị trường Mỹ, thế nên là mức giá chiếc máy này cực kỳ ưu đãi và rất là đáng để lựa chọn trong cái mức tiền là 18 triệu đồng. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Hoàn toàn có thể là comment dưới phần bình luận nhé. Và nếu anh em có những cái sản phẩm nào muốn đề xuất với mình làm review thì hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình tham khảo nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại với em trong những video sau. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.